Nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đang tăng cường chỉ đạo các sở ngành chủ động ra soát, sắp xếp lại thứ tự ưu tiên, lựa chọn các nhiệm vụ trọng yếu cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, xây dựng mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp cho từng ngành cụ thể, tạo động lực mục tiêu phấn đấu tăng trưởng chung của tỉnh. Trong quý 1 năm 2022, tỉnh Sơn La phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 4% và cả năm 2022 tăng 7,2% so với năm 2021. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Sơn La xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần phải chú trọng triển khai, đó là sớm nhanh chóng khôi phục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội sau dịch COVID-19, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và huy động các nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất, không để đứt gãy nguồn cung ứng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tăng cường đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong tình hình mới đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh nâng cao năng suất hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành lĩnh vực sản phẩm đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng xây dựng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất bảo quản chế biến sản phẩm nông nghiệp nhằm tăng năng suất chất lượng nâng cao giá trị gia tăng và thích ứng với biến đổi khí hậu từng bước chuyển đổi số trong sản xuất nông sản thủy sản an toàn và các nhà máy chế biến gắn với phát triển các vùng nguyên liệu tập trung phục vụ các nhà máy chế biến gắn với sản phẩm lợi thế chủ lực của từng huyện thành phố